Review là Gen Custom K160 giá chỉ có tầm 2,2 triệu, bảo hành 1 năm. Những điểm nổi bật đó là phù hợp cho những người mới tập, và đặc biệt đàn có thể kết nối từ điện thoại và đàn bằng chế độ Bluetooth, biến cái đàn chúng ta thành một chiếc loa nghe nhạc mini cực kỳ thú vị luôn, và đặc biệt là có phím LED sáng màu đỏ luôn nha mọi người. Tạo cảm giác hứng thú trong quá trình học, và chúng ta hãy đi vào clip review sản phẩm và nghe thử âm thanh của sản phẩm này nhé. Đây là cái đàn Custom K160 giá chỉ có tầm 2,2 triệu, bề dài 80cm, bề rộng là 30cm, với thiết kế nhỏ gọn hiện đại nha. Lỗ nguồn là chúng ta có thấy là cổng tai xi luôn. Custom K160 đây, đàn rất là đẹp, phù hợp cho những người mới tập. Đây. Thiết kế với 64 phím và có một số tính năng như là sync stop, chọn điệu, chọn tiếng và tính năng fill. Rồi chúng ta có thể chỉnh độ vang của tiếng piano trực tiếp bên đây, trên đây là chọn điệu, trên đây là chọn tiếng. Đây là tổng quan của cái đàn. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng bắt đầu nghe thử âm thanh của đàn Custom K160 nhỏ gọn nhẹ và siêu hay này ha. Custom K160. Nếu mọi người thấy hay thì có thể inbox qua cho nhạc cụ Thiệu Gan. Khi mua mọi người sẽ được tặng giáo trình đệm sách đàn organ online và tặng thêm kèm bao da để đựng đàn và tặng thêm chân để chúng ta kê đàn ha, và có giá nhạc luôn, và Thiện có ship hàng toàn quốc và thanh toán tại nhà. Mọi người chỉ cần đặt cọc vài trăm thôi là Thiện sẽ gửi về tận nhà cho mọi người. Kiểm tra hàng ok, không vỡ nát gì thì mọi người sẽ thanh toán nốt số tiền còn lại. Cảm ơn mọi người đã xem video nha.